Thì vô xin chào mọi người, mình là Tại đây. Thì hôm nay bây giờ còn 2 tiếng đồng hồ thôi là vực đã reset rồi và bây giờ mình phải leo ngay lập tức. Thì boss lần này của tập cuối cùng là Qiyana nhá. Đây. Và mình sẽ chiến ngay lập tức. Và đội hình mình dùng sẽ là đội hình chuẩn luôn. Bởi vì khi mà đánh tới 2 tầng cuối mình không thể là mình nhây nhớt được nữa. Hay đánh 2 tầng đầu thì mình sẽ nhây nhớt. Còn nếu là 2 tầng cuối mình sẽ đánh rất căng. Thứ nhất là mình còn một chút việc nữa, đó là quật con cáo, con hình không nhỉ, hồn biết thế. À thì như mọi người biết là Genshin Impact hiện tại là nó đã có một bản đó, beta đúng không? Thì hôm trước thằng bạn mình nó có kêu là mình nó đã nhận được thông báo của miHoYo là nó được đăng ký bản beta cuối cùng rồi. Mình rất là mừng cho nó, nhưng mà bù lại là mình thấy mình thật là bi đát. Đó chính là số thằng nó quá hên. Mọi người đừng nghĩ coi, mình với nó đăng ký có một ngày mà thế quái rồi nó được, còn mình thì không. Ủa, đâu ra cái luật phân cấp vậy? Trong khi điện thoại mình nó xịn hơn điện thoại nó. Vô lý vậy. Riết rồi, thấy đời bất công quá. Nó kêu là thông báo rồi thôi, mình cũng tính tính là mượn, xin nó là mượn mượn tài khoản của nó để làm cho người xem, nhưng mà thì mượn thì cũng thấy nhục, bởi vì cái game thứ nhất là bản beta là nick của người ta, cũng hay là mấy cái game bản chính thức này nè thì nó cho mình sẽ lấy, bởi vì mình nó cũng sẽ tốn khá là nhiều thời gian vào đó mình nó chơi á. Nói chung là thôi mọi người đợi nhé, mọi người đợi khi nào mà nó ra bản chính thức rồi mình sẽ chơi nhé. Chưa kể là bản beta hiện tại thì nó khá là dịch lag, nó dẫn đến nhiều hiện tượng, và cái máy của thằng bạn mình nó kêu là nó đăng ký được nhưng mà nó không chơi được. Ôi, trong cái may thì nó cũng có cái đen, tội cho thằng đó, nhưng mà bù lại máy mẹ nó chơi được. Vậy đó, nhà con đại gia nó thế, đã đại gia rồi còn hên nữa chứ. Thôi thì chúng ta cùng quất. Mình đã có lịch nghỉ và ngày 14 mình sẽ chính thức nghỉ, và ngày 13 thì mình sẽ có một buổi, mình sẽ phải ở trường cả ngày, và mình hình như mình sẽ được cầm điện thoại, mình sẽ quay cho mọi người tất tần tật về cái trường học của mình. Trường mình là trường tư nên nó không cho mang điện thoại, nên là mình phải riêng hôm đó thì là hôm đó hội ngày hội á, nên là trường cho mang điện thoại, nên là mình sẽ mang điện thoại lên và mình quay khắp cái trường nhà mình của chúng mình luôn, cái nơi mình học, cái nơi mình chơi, cái nơi mà mình chôn với thằng bạn, cái nơi nơi mà mẹ mình làm nên tên tuổi của YouTuber tên là Honka Pro. Cũng có một ông cũng chịu khó chứ, xem tên tài khoản đất của mình xong rồi thật ra tên tài khoản mình cũng không có gì là khó tìm đâu, mà mọi người để ý cái ID á, mọi người nếu mọi người để ý cái ID á thì mọi người sẽ thấy là có một ông khá là lầy lội. ông tìm thẳng kênh cái nick nick chính của mình xong rồi ông kết bạn xong rồi ông hello mình chứ. Nói tên là mình sẽ cho mọi người xem sao. Bây giờ đánh cái con boss chó này đã, xem con boss gì đây, robot dễ để dự đoán nhá, trong vòng 70 giây tao có thể làm thịt được mày rất nhanh luôn, chỉ cần trong vòng 70 giây thôi, tao chỉ cần 70 giây thôi. Shit. Ơi được tí nào. Hỏi sao thấy kỳ kỳ má, biết ngay mà. Còn một con nữa không để ý. Đánh nó con cuối rồi, làm thịt đá nó được. Nếu mình hỏi mọi người là mọi người có thấy vui khi mà mọi người chơi một đấy chết bà rồi,
cái mà mọi người vừa mới thấy là một team, hoặc là team Liên Quân Mobile của mình nha. Mình có sẵn một team riêng mà, và team này yêu cầu của team này rất là dễ, đó chính là khả năng solo đường và khả năng bảo, nói chung là nếu mà mọi người chơi chơi từng vai trò nhé, thì mọi người phải có kỹ năng tốt của từng vai trò và bắt buộc mọi người phải đạt cao thủ. Dạ, và mình là một, bây giờ nó thật xếp hạng thì mình là cao thủ rồi, đéo sợ. Cái chiến nào. Và như dường như nó gọi mình để đấu đó, thì mọi người thấy mình chơi Honkai, mọi người mà nghĩ rằng là mình không biết chơi mấy game khác là sai lầm nhé. Liên Quân Mobile mình chơi một con mà phải nói là bo quanh cham con nó luôn, mà mình chơi con nó là tỷ lệ thắng rất cao. Đương nhiên con nó cũng rất là weebu. Mình phải chơi mấy con tướng có chất weebu, hiểu không? Ok, nhiêu giây nè? 28 giây. Cho trong 30 giây. Ok, cuối cùng thì đương nhiên ở cái tầng này mình sẽ cho 2 SP thay vì 1 SP. SP export nha. Đâu ta? Thôi, khỏi đi, cầm cầm con nào đi, cầm cầm khác đi. Nói trước để cầm lại con đây, cầm lại đi. Dị năng thì mình lấy chết bà rồi, dị năng mình phải lấy sinh vật chứ. Kệ đi, dị năng lấy dị năng đánh được. Dị năng với robot đúng không? Dị năng với sinh vật thì sinh vật lấy robot, còn còn dị năng mình lấy dị năng mình đánh luôn. Đây là đây của sinh vật này. Thì ở khu vực đau khổ không có gì gọi là khó khăn hết. Chỉ khó khăn ở một điều đến thời gian thôi. À. Thì cũng sắp hết tiếp tế của God Gina rồi mà mình vẫn chưa có một cái vết thánh của nó nữa. Mình đang cố làm một cái vết thánh của nó, mình làm full vết thánh nó luôn á, không phải một nữa, mình làm full vết thánh luôn. Khó, rất khó nhá, không hề dễ đâu. Thì đang hiện tại đã có tiếp tế này, nhưng mà mình không có đủ crystal mọi người ạ, không có đủ crystal. Cốt truyện thì cũng không có luôn. Ông thật, ui, quên mất, mình có thể lấy từ các cái event, hiện tại mình chưa lấy. Được, mình sẽ lấy từ các event. Nhất định mình sẽ lấy một cái vết thánh của God kia này sớm không? Chấn thì mình có cả chấn 6 sao cơ, nhưng mà mình chưa nâng up mắt thôi. Mình hồi xưa mình khá là cưng God kia nè. Nếu như ai đó không biết. Lát trời. Con này nó khá là phê vật. Nhanh luôn. Nhưng mà được cái nó trâu quá. Đánh cả nguyên tố rồi đấy. Full chấn nha mọi người. Cái này mình quất full chấn rồi đấy. Nó trâu quá trưởng ạ. Sai thêm phát nữa. Đúng rồi. Ok. Xong nha. Còn hai tên nữa. Chọn đặt bẫy nha, đặt mấy thật mấy cái bẫy này có làm khó được mình đâu. Mình đánh ùn là xong mà. Mấy cái búp này cũng làm khó được gì mình đâu. Sinh vật không thấy, toàn thấy toàn dị năng không.
xong còn tên cuối nè, tên cuối trên cùng rồi mẹ vậy. Nếu mọi người thấy giọng mình hơi lạ thì mình đang vừa xài vừa chơi nhá, mình vừa xài vừa chơi để tối nay mình gánh, có con nhỏ nó nhờ mình gánh liên quan mobile mà. Nói chung chơi game thì mình chơi mê lắm, đam mê lắm, với lại mình cũng sắp nghỉ hè rồi. Mình không biết là mọi người nghe nói nha, là Hà Nội nghỉ hè tới tới 2 tháng rồi. Khổ thay bọn Sài Gòn như mình nghỉ hè được có 2 tuần à. Cũng tùy nha. Nếu mà mọi người học trường công thì mọi người sẽ được nghỉ tầm khá lâu. Còn nếu mọi người học trường tư như mình thì auto nha, 2 tuần thôi cô, chẳng có vụ, có khi có mấy trường tư của mình là không nghỉ luôn đó. Có mấy trường tư chỗ mình là không cho nghỉ luôn, nó học xuyên suốt luôn, khá là tội cho mấy người như vậy không có hè. Mà mình cũng khá là hên vì ngay lúc ngay từ đầu bọn mình dự tính là đã không có hè, bọn mình đã chấp nhận chuẩn bị cái gì rồi, nhưng mà thật là may nhà trường không có quá áp lực cái việc học. Chưa kể năm nếu mà mọi người là thi chung cái gì mà thi trung học phổ thông quốc gia vào năm sau, chắc chắn thì nó sẽ đỡ hơn năm nay. Vì năm nay là do dính mùa dịch nên là các kiến thức của học sinh khối trung học phổ thông sẽ được giảm đi rất là nhiều đó là từ bộ giáo dục đấy, nên là những người mà học 11 năm nay và là 12 năm sau sẽ rất là dễ dàng hơn những anh chị năm ngoái. Là mấy anh chị năm nay, mấy anh chị thi này thì kiến thức vẫn vậy, riêng kiến thức của bọn mình nhá, là bọn 11 năm nay thì sẽ được giảm tạm một chút. Nên vui thì cũng vui mà buồn thì cũng buồn. Tại sao lại buồn? Buồn là bởi vì nghỉ hè ít quá. Còn vui là kiến thức thi trong học phổ thông quốc gia nó được giảm biết bao nhiêu phần. Thật quái nào đánh hai con cuối cùng lại là hai con này nhỉ? Hên đấy. Thì ở dưới đau khổ thì mấy cái con quái huyết thống này chẳng có gì khó khăn cả. Vài nước đi thì dễ dàng tình cảm loại được mấy em này thôi. Đẩy một phát, đóng bằng phát, xoay thêm phát nữa. Xong. Cái ẩn này thì mình sẽ thoát ra nhá. Mình sẽ thoát ra tí, mình sẽ đổi đồ lại cho con Rosalia và mình chuẩn bị những thứ gọi là XP vào cho nó. Mình còn chưa được ăn gì á. Kìa kìa, mình để đồ ăn kìa. Mình bỏ cả bữa ăn á, chỉ để quay clip bởi vì nó là nhiệm vụ của một YouTuber mà. Tuy là mình kênh mình nhỏ nhưng mà đó vẫn là nhiệm vụ của mình. Này. Đổi nhá. Hết là bot. Thuyết tình à. Mít rồi ta. Ừ, đây. Top thì dễ kiếm hơn. Top nó kéo ở trên à. Top rồi. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ vũ khí mình sẽ gắn cái kia đây. Rồi thế vào chiến. Đây mình có một ly trà sữa nhỏ và một cây xúc xích Hàn Quốc. Giá của đống này là cũng gần 40-50 ngàn. Tiền học của mình á, tiền ăn học của mình là một ngày mình chỉ được có 30 ngàn để ăn sáng thôi, và đây là hai cái này là bằng hai bữa sáng của mình. Alo. Thôi học sinh mà làm có ra tiền đâu, ăn thì cũng ăn vậy thôi. Bây giờ trước hết là ok, đánh cái kiểu truyền thống luôn, đánh đủ SP rồi mấy cái kia.
Ui dồn đẹp tới mức mà nó lag luôn à. Mọi người hiểu cái độ khủng khiếp là gì. Nó dồn đam cái nỗi mà nó lag cả máy luôn là quá khủng khiếp. Too terrible. Ok thì cái này chắc mình đánh chỉ khoảng là 750 à, hay 800 tròn. Ok 800 tròn đi, 800 tròn là hơi ít nhưng mà thôi sao, đó là God Kina mà. Rồi xem nào, mình được mấy nào. Ok đứng hạng 1 luôn. Wow. Ok thì clip của mình dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau nha. Bye.